Trường tiếp theo là nhà mình thấp xung quanh cao. 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 Thì đây cũng là một cái trường hợp không tốt, đúng không? Con ngờ người, không thông minh, ốm đau bệnh tật. Cái này là đương nhiên rồi, bởi vì tự nhiên để xây một cái nhà mà nó làm phòng nó bé nhất đây thì cũng là có vấn đề rồi. Tiếp theo, hình thế nhà là phía trước cao, phía sau thấp. Đây các anh chị nhìn. Đấy. Phía trước của nó là 3 cái tầng này, xong tụt xuống 2 tầng này, tụt xuống 1 tầng này. Thì cái hình thế này là gì? Chết yểu, nghèo khó, quá buộc. Chết yểu, nghèo khó, quá buộc. Vừa rồi có làm một cái ca phong thủy ở Hưng Yên cho một đồng chí lãnh đạo, thì có bị trường hợp như thế này, mất một cậu con trai. Bất một cậu con trai rất là tiếc. Thế thì cách chữa nhà này thì nó lại rất đơn giản, nó không phức tạp. Nhà này chữa rất đơn giản, nó không phức tạp. Thì trong trường hợp như thế này, trong trường hợp như thế này thì chúng ta chỉ cần là đưa cái này nối ra, làm ra dẫn lên và cắt cái này đi là xong. Nối cái phần này ra, bù ra thế là trước 2 sau 3 đều nhau luôn, nối ra rất đơn giản. Thì chúng ta nhớ là đôi khi kết nối ấy, mọi người đừng phức tạp quá, mọi người cứ nhớ cái tiêu chuẩn thế nào để coi là một cái nhà, đúng không? À, liền mái phung khí ba mặt kín, nhớ bài chưa? Nhớ bài chưa? Thì đôi khi ta chỉ cần lợp cái mái tôn ra này, sau đó thì bưng những cái vách ở xung quanh, thế là xong. Chứ không cầu kỳ quá, không phải là xây tường, không phải đổ trần. Đấy, cứ nhớ là liền mái phung khí ba mặt kín được coi là một nhà. Thì lúc đó thì ta dựa vào cái tiêu chuẩn đó để ta chữa cho cái nhà này, chữa cho cái nhà này. Thì ta dựa vào tiêu chuẩn đó, ta chữa. Nhớ là không được phía sau ấy, không được thấp hơn, không được bé hơn, không được ngắn hơn, không được nhỏ hơn, không được trũng hơn. Nhớ phía sau luôn luôn là như thế. Chỉ cần nhớ mỗi cái đấy thôi, phía sau không được ít hơn là được. Phía sau ít nhất phải bằng. Nhà dãy trước dài, dãy sau ngắn. Đấy, như trường hợp tôi nói. Đấy. Trước nó là cái nhà ngang, sau là nhà bếp, hoặc là sau cái chuồng lợn, chuồng bò, chuồng heo. Đấy, trước dài, sau ngắn. Thì nó không được. Cơ quan xây như thế được, cơ quan xí nghiệp xây như thế cũng không được. Nhớ là phía sau không được ít hơn, không được ngắn hơn. Chỉ cần nhớ cái thế thôi thì là tất cả các hình thế mà chúng ta gặp, chúng ta sẽ hình dung ra được. Tiếp theo là phía đông đường hoặc tây đường dài. Nghĩa là bản chất ở đây ấy, dung to cũng to cái nhà này. Bản chất ở đây thì khi phía đông đường và tây đường, nghĩa là bên trái hoặc bên phải nó dài ra, thì nó sẽ để cho một khoảng khuyết, một khoảng khuyết của cái nhà. Nghĩa là xây một bên nó dài ra thì một bên kia nó sẽ làm khuyết. Thì bản chất nó làm cho là cái gì? Cái nhà này nó bị khuyết đi, nó có gì cả. Đông đường và tây đường dài thì nó sẽ làm khuyết đi thôi. Trường hợp tiếp theo là nhà lớn nhưng mà cửa thì bé. Nhà lớn cửa bé.
Ở Việt Nam ta phải có câu gì, nhà cao cửa rộng, đúng không? Nhưng mà đây là nhà lớn cửa bé, đấy, cửa một cánh ấy. Thì người hết hiên ngang, khóc vợ khóc con. Cái kiểu nhà lớn cửa bé này chúng ta hay gặp ở đâu? Kiểu nhà của Nhật, nhà ở bên Nhật đấy. Thì cái cửa nó rất là nhỏ. Nhà lớn cửa bé, người hết thiên ngang khóc vợ con. Tiếp theo là cái hình thế mà bốn bên xung quanh nó là nhà lớn hết. À, kia là lúc nãy là cái trường hợp cao thấp nhé, cao thấp nhé. Thế còn bây giờ là cái trường hợp là lớn bé, lớn bé, à, lớn bé mà xung quanh nó cao nó quỳ đây. Thì nó gọi là cái thế sát mai nhi. Sát mai nhi nghĩa là chôn con. Vì thường là những cái nhà này nó bị che hết ánh sáng, nó bị che hết ánh sáng, che gió cả bốn phía, nên là ở lâu sẽ bức bối tù túng, làm việc gì cũng uể oải không tích cực. Thì nó cho là nó hình thế xấu, kiểu gì cũng phải bằng hàng xóm, không được phép nữa. Tự nhiên lại còn thỏm như thế này. Kể cả có đi thuê, đi chọn thuê thì mình cũng không thể chọn chỗ này được. Mình cũng không thể chọn chỗ này được. Cho chú xem nữa. Có, ta xem đấy. Chìa khóa ô tô này. Chìa khóa trên bàn. Tiếp theo là nhà ba mặt tiền. Nhà ba mặt tiền, chỗ đường này thì là đường lớn, nhà ba mặt tiền. Mảnh đất này đắt đúng không? Nhà ba mặt tiền rất là đắt. Đường lớn ba mặt tiền là đắt. Nhưng mà thường ấy, là những cái nhà mà ba mặt tiền này thì không làm ăn được. Không làm ăn được. Nó gọi là cái thế của nó gọi là thế lục bình trôi sông, không tốt cả về sức khỏe và tài lộc. Gọi là thế lục bình trôi sông, không tốt cả về sức khỏe và tài lộc. Ba mặt tiền, nhớ là ba mặt tiền đường lớn nhé, đường nhỏ thì không vấn đề gì cả. Ví dụ có cái ngõ nhỏ ít người qua lại thì nó không đáng kể, nhưng trong trường hợp này là đường lớn. Đường lớn thì cái giao thông của nó liên tục, cái giao thông của nó liên tục. Đúng, sửa cho chú cái này là vuông nhé. Vuông này. Cái nhà lúc đấy là nhà lớn, nhà nhỏ là phải nhà lớn nhỏ chứ không phải cao thấp. Thế đây sát mai nhị. Sửa vuông về đây đi. Thì trong trường hợp này tại sao nó lại như vậy? Bởi vì khi đường lớn ấy, cái mật độ giao thông xung quanh nó đi lại nhiều. Khi xung quanh này nó đều là khí cả. Nên cái nhà này thường là không ổn định. Lúc thì rất đông khách bán hàng, lúc thì chẳng có khách. Nó không bao giờ ổn định. Cơ hội vàng, học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học Đại Đạo Chí Giản Phong Thủy Cổ Học. Ưu đãi 80%, chỉ còn 480.000 đồng. Phong thủy khoa học, khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi Thạc sĩ Phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập Phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học. Tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái Phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại Đạo Chí Giản Phong thủy cổ học giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay Đại Đạo Chí Giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288 887 7778. Website daotao.phongthuydainam.vn. Đăng ký ngay